phải sơn hoài. Rồi con nhặn vô keo, chừng nào con ăn thấm chấm đường để vô. Đó, tách tới nơi rồi, bắt đầu mày làm là 10kg kiểu nè. Con bắt đầu mày bỏ vô nè. Miếng dừa dừa rồi nè. Hay quá. Ra nước mắt này. Con kiểu nó cũng giống con hành vậy nè. Rồi mà cả nhà nha, bây giờ mình làm với kiểu nè, đó, bạn Tết ăn nè, nhà ăn Tết ăn sương sương có 10kg thôi, 10kg á, ít xẹo luôn. Sao củ kiểu này nó cát dữ mà, con thấy nó có cát nữa nè, cát không đó, củ kiểu trồng dưới cát hả? Nội vậy. Lộn gì nè nha, mình để đi là cái sáng là bắt đầu mình lột nghe con. Đó, lột rồi bắt đầu cái con để đường vô, đường sống rồi mình giải lên. Rồi đem đi phơi nắng. Rồi bắt đầu con phải chừng nào cũng kêu nó trong nghe con vô đường. Đó, nó trong rồi con nhặn vô keo. Vô keo con nhặn vô keo để này một lớp đường dưới vô nữa. Cái lại để chút xíu muối, một lớp đường để chút xíu muối vậy đó. Chừng nửa muỗng cà phê vậy đó. Đó, con nặn vô con để đi. Con ăn làm 2 tháng thì cũng không hư luôn. Và chừng nào con ăn thì con thắng giấm đường để vô. Bây giờ củ kiệu mình ngâm, bây giờ mình lột cái rồi nè nghe. Đó, bây giờ mình tới cái này. Cái này lột rồi, vớt rồi. Giờ tới cái này mình vớt. Thấy không? Đó, mình ngâm nó xìu. Giờ cái mình ngâm lại cái này. Cái giòn khấu là liền ha. Đó, bây giờ mình vớt ra nè. Vớt này ra rồi cho gáo, bắt đầu cái mình mới quay lại mình ướp đường nha. Ướp đường mình đem phơi. Đem phơi chừng nào mà cái củ kiệu này nó trong thiệt là trong á là bắt đầu cái mình mới nhặn vô keo, vô keo rồi cái mình mới thắng giấm đường để vô. Phơi lâu chừng nào càng ngon chừng nấy. Làm này công trình hơn dưa cải lắm. Mời cả nhà xem nhớ ủng hộ mình nha. Bắt đầu là mời cả nhà mình làm dưa kiệu bữa đó là mình đặt rồi nè nghe. Đó thì mình đặt xong rồi cho mình phơi, phơi rồi bữa nay mình vô nước đường nè nghe, bữa nay mình vô đường nè. Đó. Vô đường rồi là bắt đầu là mình phơi sơ lại cái nữa là mình vô keo rồi là giờ mình ăn được rồi đó nghe. Đó, cái này 10kg nè. Đó. À, mình làm 10kg nè. Mình làm ăn Tết cho nghe cả nhà. Rồi đây. Đó, mình thử nha. Đây cái nó vừa ăn chưa? Vừa ăn thì bắt đầu mình keo. Đây mình thử nha cả nhà. Bữa nay hết nồng rồi đó, ngon rồi đó. Bây giờ mời cả nhà lại là xem cho mình. Bây giờ mình thắng giấm nè. Cái kia là con ướp đường con phơi rồi thì bây giờ mình thắng giấm mình để vô nè nghe con. Mà tùy ý thích con, ví dụ con muốn nó hơi cứng chút thường để miếng muối, mà con không muốn để cứng thì con khỏi, con thắng giấm mình để vô. Ủa giấm này có giấm với giấm thôi nè. Nè giấm mẹ nuôi nè, là giấm thôi hả mẹ? Thắng giấm. Còn con không muốn ăn giấm thì con để vậy đó, con để vậy đó rồi con ăn là nó có chất nó ngọt mà nó cũng chua, mà nó không chua hung. Có bỏ đường vô mà không? Đường không luôn, để rồi. Trong khi trong củ kiệu rồi củ ướp đường rồi đó. Rồi cái này làm dạng thắng giấm mà thì con muốn nó hơi cứng chút còn để chút xíu muối. Nó giờ nó sôi rồi nè, rồi giấm vậy đó là mình nấu cho nó hơi kẹo kẹo xíu rồi là mình tắt. Nó kẹo rồi mình tắt cái nguội rồi mình vô. Thank you.
kiểu mình đã làm rồi. Bữa nay mình cắt cho keo là mình thắng gắm nó vô này nha. Đó, giờ mày để vô. Ở đây nó đầy quá, giờ cắt bớt qua đây. Đây, đang cắt. Này lựa cô kêu bự không đó, mà làm rồi còn nhỏ mà lớn này. Mày coi rồi, chùi rồi đâu có được đâu. Cũng như chị vậy, nó nằm chú cua, con gỡ này xuống ra được. Cô kêu bự mà ngâm thông rồi nó teo lại. À, con ngâm nước dôi á, là cô kiểu nó giòn ngon lắm. Nước dôi mà vô con ăn chậu á. Còn à nếu, nước dôi trong hả? À, còn nếu con không có dôi thì con ngâm nước muối, nước muối con đừng có mặn không nha, mặn quá nó xìu của kiểu. Con mặn à, vừa ăn được rồi, lỡ được rồi. Con nó vừa ăn. Con để nó lỡ vậy đó. Con để vô. Thôi mà ngâm nước muối đi mẹ ơi, con nghe nói là dôi nước dôi trong ăn không tốt lắm. Rồi. Bây giờ là cái này là chừng nào con ăn là nước đường trong này con có sẵn này ha. Chừng nào con ăn thì con thắng giấm này con để vô nè mẹ, thật đó giấm này mẹ thắng rồi nè. Nó trong như mắt mèo này, giấm này giống của mẹ luôn nha. Đó, chừng nào con ăn á thì con hãy để vô, còn con ăn con để vô hoài cũng được, con mấy tháng cũng vẫn được. Mẹ để khi giấp năm luôn nữa. Đó, con dặn lại con để gì. Mẹ làm xong rồi mình nhận vô nè. Cái này 10kg mình được nhiêu nè cả nhà. Đó. Lặt là hai bà cháu lặt nè, lặt từ mà dắt 8 giờ mà tới 5 giờ chiều. Quá trời lâu luôn. Bởi vì á, là cái ý thích á, của mình cắt mình không cho cái cẩm hơi xay. Nó xanh chút đó. Để dài nhưng mà nó ngon, làm rồi nó cũng xìu. Mình cắt ngắn luôn vậy. Là mình cắt hơi sát đó. À mình cắt hơi sát vô. Đó là đừng có cho cái củ kiệu nó cẩm ren. Giờ nếu mà mình cần ăn thì cái hũ nào là con cứ đổ giấm hũ nấy nha. Đây. Thì bây giờ mình chưa ăn rồi mình chưa đổ nè. Đó, giờ mình dài để đây đi. Đây. Ủa lần nào mình ăn mình mới đổ hả mà. Nếu mà con nói ngày mai con ăn thì bữa nay con đổ là sáng mai con ăn. Con tưởng ngâm sẵn chứ. À, không, con làm sẵn nó sớm quá, con ăn không kịp nó chua. Bởi vì chắc giấm này là giấm là nó chua. Mà con khi mà con thắng giấm con phải pha một cái nước nha. Để giấm của mình nó nguyên chắc nó chua dữ lắm. Đó, là nó trắng vậy. Nha, để giấm không? Ủa lại giờ chỉ cần đợi giấm nguội là mình... Giấm nguội mình ví dụ con muốn ăn keo nào thì con vô keo nấy. Để giấm cho còn không ăn con cứ riêng để gì hoài. Chứ con vô còn mà... giấm mình để đâu mà để tủ lạnh hả? Giấm con thắng thì con cứ để tủ lạnh. Chừng nào ăn con để vô là con thấm cho nó kẹo giấm rồi nghe con, này giấm nó kẹo rồi nghe. Rồi mày cả nhà. Đây là bây giờ làm để giấm vô này nghe con. Mình ăn mình để vô liền nè. Để giấm vô là bắt đầu nó giòn ngon dữ lắm. Nước giấm mình không? À, rồi qua tới keo này. Rồi cái keo này bắt đầu mình ăn. Là mình để nó chấm vô. Con ăn con để từ từ vậy đó, con để cái một không kịp. Giấm con để lâu vô quá thì nó chắc chua lắm là nó chắc nó men nồng. Còn con ăn tới đâu con để tới đó vậy đó. Còn cái đường con cứ để vậy đi, nó cũng phơi nó ra đường rồi đó thấy không. À, được chưa? Đẹp không? Này tới đây nè. Đó, thấy không? Mình ngâm ra nó ra đường vậy đó. Đó. Cái này làm vô giấm mai ăn rồi đó. Quá ngon ha. Rồi bây giờ là con muốn ăn củ hành đỏ, để củ hành đỏ vậy nè. Củ cây quất để vô, cho nằm muốn ăn để vô. Rồi cái này cho kinh tiếng nè. Tới đây là mình kết thúc. Thì mẹ đã làm củ kiệu đã xong rồi. Thì lúc mẹ lặt rồi mẹ phơi. Mẹ phơi rồi đường giờ nó ra. Nó ra thì cái chất là nó hết chai rồi nè. Đó giờ mình thấm là giấm mình để vô nghe con. Đó, giờ mà cả nhà xem nhớ mà ủng hộ cho mình, cầm kênh là đăng ký ủng hộ cho mình rất là cũng cảm ơn rất nhiều. Đó, rồi là đây xin tạm dừng kết thúc, bye bye.